Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng nhãn thức giới, thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn thức giới vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn thức giới ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn thức giới tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn thức giới viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn thức giới tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng nhãn xúc thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xúc vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xúc ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xúc tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xúc viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xúc tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng địa giới thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng địa giới vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng địa giới ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng địa giới tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng địa giới viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng địa giới tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng nhân duyên thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhân duyên vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhân duyên ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhân duyên tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhân duyên viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhân duyên tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.
Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng vô minh thường, vô thường, bất khả đắc, tuyên thuyết tướng hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng vô minh vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng vô minh ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng vô minh tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng vô minh viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng vô minh tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết nhiều loại pháp môn sai biệt có không có. Nhờ thần lực của Phật lại thấy hằng hà xa thế giới ở phương Đông có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì muốn lợi ích cho các Bồ Tát nên nhiều ước kiếp không nhập Niết Bàn. Ai chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm cho họ phát tâm. Ai đã phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi thì làm cho vĩnh viễn không thối chuyển. Nếu ai đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không thối chuyển, thì làm cho họ viên mãn trí nhất thiết trí. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì muốn lợi ích cho các thanh văn, nên trải qua nhiều kiếp an trụ phương tiện giáo hóa. Ai chưa phát tâm, giáo hóa, khiến cho phát tâm. Ai đã phát tâm rồi, làm cho siêng năng tu hành. Ai đã tu hành rồi thì giúp họ mau chứng quả A-la-hán. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì muốn lợi ích cho các độc giác, nên trải qua nhiều kiếp an trụ phương tiện giáo hóa. Ai chưa phát tâm giáo hóa khiến cho phát tâm. Ai đã phát tâm rồi làm cho siêng năng tu hành. Ai đã tu hành rồi thì giúp họ chứng đắc độc giác Bồ Đề. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì muốn lợi ích các hữu tình nên trải qua nhiều kiếp an trụ phương tiện giáo hóa, làm cho vô lượng hằng hà xa các hữu tình tùy theo chủng tánh của họ được nhập Niết Bàn, hoặc vô lượng hằng hà xa các hữu tình thoát hẳn nỗi khổ nơi đường ác, được hưởng vui ở cõi trời người. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên thế giới khác, bằng phương tiện thiện xảo làm lợi ích an lạc vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ, thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến cho chúng con được thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Đông có vô số chúng đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau, vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ, thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, làm cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn có thể giúp Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Nam có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Nam có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, cho đến vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:
Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thạ thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con được thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Nam. Có vô số chúng đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu, chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Tây, có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Tây, có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuy thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, cho đến vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy, vui mừng hớn hở liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Tây, có vô số chúng đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu, chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Bắc, có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đà, cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Bắc, có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, cho đến vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy, vui mừng hớn hở liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con được thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Bắc, có vô số chúng đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau, vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu, chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Đông Nam, có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Đông Nam, có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc,
Tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, cho đến vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Đông Nam có vô số chúng đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau, vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Tây Nam có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Tây Nam có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, cho đến vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Tây Nam có vô số chúng đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau, vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Tây Bắc có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Tây Bắc có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, cho đến vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Tây Bắc có vô số chúng đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau, vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Đông Bắc có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật
lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Đông Bắc có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì chúng Đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, cho đến vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương Đông Bắc có vô số chúng Đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau, vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương dưới có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương dưới có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì chúng Đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, cho đến vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương dưới có vô số chúng Đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau, vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương trên có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương trên có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì chúng Đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, cho đến vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa thế giới ở phương trên có vô số chúng Đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau, vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử liền bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, nếu có ai muốn được ở cõi người tăng thượng không động chuyển, nên tu thiện nghiệp chiêu cảm sự thù thắng kia như vua chuyển luân. Nếu có ai muốn được ở cõi trời tăng thượng không động chuyển, nên tu thiện nghiệp chiêu cảm sự thù thắng kia như trời đế thích. Nếu ai muốn tuổi thọ lâu dài không động chuyển, nên tu định thù thắng kia, như sanh ở phi tưởng xứ. Như vậy, nếu chúng Đại Bồ Tát muốn làm dụng phước chân tịnh đệ nhất ở thế gian, làm Đại Pháp Sư ở 3.000 đại thiên thế giới, và làm Như Lai ứng chánh đẳng giác, thì nên quyết phát tâm cầu trí nhất thiết. Bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Nếu ai quyết phát tâm cầu trí nhất thiết, thì người đó chắc chắn sẽ làm ruộng phước chân tịnh đệ nhất ở thế gian, làm Đại Pháp Sư ở 3.000 đại thiên thế giới, và làm Như Lai ứng chánh đẳng giác, mang lại lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Hết quyển thứ 582.